Thiên Ngân xin kính chào quý vị đang theo dõi trên Sài Gòn TV Shop trên kênh 55.3 của Sài Gòn TV. Cảm ơn sự yêu mến của quý vị đã dành cho Sài Gòn TV Shop. Quý vị thân mến, xã hội ngày càng phát triển khi nhu cầu con người ngày càng cao. Giải trí bằng sự ca hát sẽ giúp cho chúng ta có được giây phút thư giãn thật là tuyệt vời. Hôm nay trong phòng thu có sự hiện diện của ca sĩ Hồ Thế Ngọc và MC Lê Quang. Sau đây xin mời Hồ Thế Ngọc và anh Lê Quang gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Lời đầu tiên cho phép Hồ Thế Ngọc xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị của đài Sài Gòn TV 55.3. Đây là lần đầu tiên Hồ Thế Ngọc được đến với Sài Gòn TV. Nhận lời là tại vì người chị rất thân của Hồ Thế Ngọc là chị Thiên Ngân. Chị có ngỏ lời, chị nói hôm nay là có một sản phẩm này chắc là Hồ Thế Ngọc rất là thích đây. Thì Hồ Thế Ngọc chưa bao giờ biết là hôm nay mình sẽ host cái gì. Nhưng chị Thiên Ngân chỉ nói một điều là thôi em cứ lên đây đi rồi em thấy rồi em cho ý kiến ngay tại lúc đó luôn. Lê Quang trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Sài Gòn 55.3 đang theo dõi cái chương trình, và Lê Quang cũng rất lấy làm hân hạnh có mặt trong cái chương trình này. Người Việt Nam của chúng ta thì rất là yêu ca hát. Cùng với gia đình và bạn bè sau những ngày làm việc đầy mệt nhọc cũng như giải tỏa được mọi sự ưu phiền vì trong cuộc sống, khoa học thì cũng đã chứng minh nụ cười và ca hát sẽ làm giảm stress và áp lực cho cuộc sống rất là nhiều. Âm nhạc thì thường mang đến cho chúng ta xích lại gần với nhau hơn và cuộc sống thân thiện hơn. Với âm nhạc thì quý vị luôn luôn cảm thấy thoải mái. Để hát karaoke thông thường thì chúng ta cần phải mua sắm những thiết bị như là loa nè, dàn máy nè, microphone, vừa tốn kém lại vừa cồng kềnh. Thật là tuyệt vời, một sản phẩm mà ngày hôm nay thì Ngân muốn giới thiệu đến quý vị là Happy Sing Karaoke All in One. Thưa quý vị, Happy Karaoke All in One thì gồm amplifier, speaker, microphone và Bluetooth kết nối với điện thoại di động, iPad hoặc là laptop. Âm thanh thật là sống động, sử dụng trên 5 tiếng, không cần sạc lại, có thể hát thoải mái trong thời gian dài mà không có sợ hết pin. Trước mặt Lê Quang là một trong những cái dàn karaoke All in One, speakerphone, amplify, tất cả đều nằm trong này. Thì quý vị cũng biết rằng là chỉ quý vị có cái phone, rồi quý vị chỉ bấm lên cái bài mà quý vị thích, thì quý vị connect và quý vị on cái phone này lên, thì quý vị có ngay một cái dàn karaoke. Theo Thiên Ngân biết thì trên thị trường cũng có một chiếc Happy Sing Karaoke tương tự như chiếc máy này. Chiếc máy đó thì chỉ có sử dụng từ 2 đến 3 tiếng. Bên trong sẽ sử dụng hai cái cục pin nhỏ, không sạc được, dùng một lần là phải thay pin. Mà hiện tại bây giờ là quý vị đang sở hữu cái dàn karaoke của quý vị đó, rất là mắc tiền. Mà khi mà quý vị mở nó lên là nguyên cả xóm đều dạy. Mà cái dàn karaoke này đó, rồi quý vị biết không, mở lên, rồi quý vị hát âm thanh nó hay vô cùng. Quý vị đi vô trong phòng ngủ hát cũng được, đi ra ngoài xe hát cũng được, hát bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào. Để đáp ứng cái nhu cầu đó thì quý vị nó nằm gọn ở trong này, cái giá nó rất là rẻ. Anh Quang ơi, cái này rẻ mà là hàng chục hay là hàng trăm anh? Ban đầu thì anh nghĩ là cái này rất là mắc tiền. Khi mà anh nhìn vô cái giá anh tưởng đó là 29.999, nhưng mà không ngờ nó chỉ có 29 đồng. Chín mươi chín sen luôn quý vị, thiếu một sen đó là 30 đồng. Anh Quang biết không, em định hỏi anh Quang là cái này hàng chục hay là hàng trăm, là anh nói chục á là em đã hỏi là 10 hay là 90 rồi. Nhưng mà em nghĩ này là cũng hơn cả trăm đô, tại vì cái này nhìn nó cũng rất là sắc sảo nè. Nhìn một cái speaker mà mình mua ở ngoài không cũng là trăm mấy đồng rồi. Đúng rồi đó Hồ Thái Ngọc, mà Lê Quang có cái dàn karaoke ở nhà đó, mỗi lần mà mở lên nó là hàng xóm họ không có đồng ý mình mở quá lớn. Không, tại anh ca nhiều quá. Đúng rồi đó. Mà quý vị biết là mua cái microphone mà để hát được rồi quý vị cũng đã là cả trăm, 200 đô rồi. Đúng mà rồi. Cái này nó nằm gọn ở trong này, cái amplify, microphone. Mà quý vị hay đó, quý vị on lên rồi quý vị mở lớn nhỏ và quý vị chỉ có cầm này thôi. Ví dụ quý đi ngang một cái nơi nào đó, ví dụ mẹ đang ngồi đó, quý vị không cho mẹ nghe thì quý vị dặn nó xuống. Rồi quý vị đi vô trong phòng, quý vị thơ nó lên rồi quý vị hát một cách thoải mái. Phải nói là tuyệt vời. Chỉ có 29.99 mà gửi tặng nhà luôn, Phạm Thiên Ngân. Dạ, free shipping cho quý trời vị ơi. Hả? Và đây Happy Sing Karaoke All in One của Sài Gòn TV Shop có 4 màu. Đó là màu hồng, màu vàng, màu bạc và màu đen. Màu bạc này em thích nè. Một là em thích màu hồng, hai là em thích màu bạc. Yeah. Sau đây thì Thiên Ngân chỉ cho quý vị cách sử dụng Happy Sing Karaoke này như thế nào nha. Ở đây có nút power, quý vị bấm nút power on. Và quý vị sẽ thấy đèn chớp chớp, có nghĩa là mình đã on rồi nha. Ở đây mình có hai cái nút, đó là volume và cái echo. Volume quý vị có thể hát to nhỏ. Đây là cái nút echo. Cái echo này theo độ vang của mình,
Nếu như quý vị thích hát theo độ vang thì quý vị up lên cao lên tùy theo quý vị thích hát, thì cái độ vang của nó làm cho cái bài hát của quý vị sống động hơn nha quý vị. Và sau đây thì Thiên Ngân lấy cái điện thoại di động của Thiên Ngân á, thì Thiên Ngân sẽ tìm vào cái phần cài đặt của quý vị là setting. Sau đó quý vị tìm vào cái phần Bluetooth. Sau khi mở Bluetooth on lên rồi thì sẽ search and scan. Quý vị thấy chữ KD7 có nghĩa là cái chiếc Happy Sing Karaoke Only One của chúng ta ha. Quý vị click vào KD7. Đó, quý vị có đang nghe cái tiếng âm thanh tê tê, có nghĩa là đã connect vào Bluetooth vào cái chiếc điện thoại di động của quý vị. Và quý vị chỉ cần mở lên YouTube trong karaoke của quý vị những cái bài hát mà quý vị cần hát. Bây giờ thì Thiên Ngân sẽ mở cho quý vị nghe nha. Đó. Nè quý vị, karaoke của Thiên Ngân nó vẫn hát ha. Hello check. Yes. Quý vị chỉ cần cái phone của mình là mình hát thôi. Check. Là con gái trước một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn bay em chưa lớn, chữ đôi vai gánh nhọc nhằn. Quý vị ơi, đây là cái đầu microphone để cho mình hát nha quý vị. Cái đầu microphone đây là đầu nhỏ nhỏ này nha. Đây là cái nút volume to nhỏ của cái nhạc của quý vị. Đây có cái echo là cái độ vang cho quý vị. Và đây là cái loa phát ra âm thanh từ trong điện thoại di động hoặc là cái iPad hoặc là laptop của quý vị. Sắp tới này những cái Tết lớn Valentine thì quý vị có thể mua tặng, nó rất là giá trị nhưng mà rất là hài. À, Hồ Thế Ngọc có muốn chia sẻ như thế này là cách đây vài năm Hồ Thế Ngọc có về Việt Nam và hợp lại với một nhóm bạn của Hồ Thế Ngọc, bạn hồi thời đi học phổ thông đó. Thì mấy bạn nói là trời ơi, nhìn Hồ Thế Ngọc không có thay đổi gì hết, đi hơn mười mấy năm nay rồi mà nhìn mặt cũng vẫn y chang như vậy. Em mới chia sẻ là tại vì hát nhiều á. Nếu mà quý vị mua cái này về nhà đó, quý vị hát nhiều như Hồ Thế Ngọc là bảo đảm trẻ đẹp luôn. Được, nha quý vị, khỏi cần phải uống thuốc bổ nữa đó quý vị. Kính thưa quý vị, cái này là Happy Sing Karaoke All in One. Nó rất là tiện lợi, kính thưa quý vị, để chứng tỏ cái này nó hoạt động như thế nào. Bên cạnh Lê Quang là một trong những tiếng hát quý vị thương mến của Đà Lạt, nữ ca sĩ Hồ Thái Ngọc. Và cô cũng là một trong những người mà chạy rất là nhiều show hiện nay. Để bây giờ on cái này lên để cho Hồ Thái Ngọc hát cho quý vị nghe. Chúng tôi cũng có một cái chương trình giống như là Văn Nghệ Bỏ Túi để gọi được quý vị. Giờ Hồ Thái Ngọc sẽ mở lên và hát tặng cho tất cả quý vị khán giả của đài Sài Gòn TV 55.3 một ca khúc mới của Hồ Thái Ngọc vừa mua độc quyền tại Việt Nam. Và ca khúc này được mang tên là Vẫn Còn Yêu. Nhưng mà anh biết không, em hát cái bài này đi ra ngoài á, mấy người ban nhạc cứ nói là bài Vẫn Còn Yếu, Vẫn Còn Yếu. Đây là món quà rất là đặc biệt gửi đến tất cả mọi người đang coi Sài Gòn TV 55.3. Và Hồ Thái Ngọc sẽ hát bằng cái Happy Sing Karaoke All in One này nha, quý vị lắng nghe nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn em rất là nhiều. Mà quý vị nghe thấy âm thanh hay không? Mặc dù là nó gói gọn ở trong cái này, rồi quý vị nghe âm thanh rất là tuyệt vời. Trong cái đời sống của chúng ta mà chúng ta hát một bản nhạc, hay là chúng ta cười, hay là chia sẻ với mọi người, phải nói là cái tinh thần nó rất là thoải mái, làm cho chúng ta có thể trẻ trung hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Sài Gòn TV Shop hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những sản phẩm tiếp theo. Thân ái và chào tạm biệt quý vị. Xin chúc quý vị một ngày an lành bên cạnh gia đình.